Xin chào quý vị và các bạn. Trong nội dung này chúng ta sẽ thực hiện bài 3.13, đó là 4 ý. Đầu tiên nhập số dương N. Thứ hai liệt kê N số nguyên tố đầu tiên. Thứ ba đó là liệt kê N số Fibonacci đầu tiên. Và cuối cùng liệt kê N số chính phương đầu tiên. Ở đây thì rất nhiều yêu cầu đúng không nào? Thì cái mục đích chính là để chúng ta rèn luyện cái khả năng sử dụng cái hàm ở trong ngôn ngữ lập trình C. Chúng ta sẽ vào cái công cụ lập trình và thực hiện lần lượt từng ý. Đầu tiên là chúng ta phải nhập vào một cái số nguyên dương n. Thì lúc đầu chúng ta sẽ có một cái giá trị, giả sử n nó không phải số dương. Đã, thì mình sẽ có nhiều cách để thực hiện nhập lắm. Mình sẽ trả về hoặc là nhập theo kiểu tham chiếu được. Bây giờ mình sẽ trả về nhá. Mình nhập vào một cái số n nên là số n nhỏ nhỏ thôi, kiểu int. Mình đã đặt là nhập n. Ở trong này thì mình sẽ có một cái giá trị, giả sử lúc đầu n, mình sẽ gán nó bằng một cái giá trị trừ 1. Thì mình sẽ thực hiện lặp khi n còn nhỏ hơn, bây giờ mình sẽ cho nhỏ bằng 0 đi. Thì yêu cầu đó là hãy nhập cái giá trị n sao cho lớn hơn 0. Để rõ ràng hơn thì nhập số nguyên n. Để người ta biết là nhập số nguyên hay số thực. Sau đó thì chúng ta sẽ đọc cái số này vào thôi. Nó là ở dạng phần trăm D và N. Xong cái việc nhập. Và sau khi kết thúc vòng lặp, chỉ việc return giá trị N. Cái ý đầu tiên chúng ta đã xong. Ý thứ hai ở đây là liệt kê N số nguyên tố đầu tiên. Bây giờ chúng ta lại phải thêm một cái hàm để kiểm tra số nguyên tố. Mình thích sử dụng cái kiểu boolean cho nên mình include thêm một cái thư viện, đó là std bool.h. Thì ở đây mình sẽ có một cái hàm bool. Bool kiểm tra nguyên tố. Mình sẽ nhận vào một cái giá trị số n. Bây giờ mình kiểm tra nếu n nhỏ hơn 2. Nhỏ hơn 2. Thì rõ ràng là những cái số nhỏ hơn 2 không phải số nguyên tố. Thì mình sẽ return false. Còn ngược lại thì sẽ có hai khả năng. Khả năng thứ nhất đó là một cái số không phải số nguyên tố thì mình sẽ thực hiện một cái vòng lặp để kiểm tra cho cái giá trị y. Đó. Bắt đầu từ số nguyên tố đầu tiên y nhỏ hơn hoặc bằng cái thứ gọi là căn bậc 2 của n. Sau đó thì y tăng lên. Làm thế này để cái chỗ này này là để đảm bảo chúng ta không phải chạy quá nhiều, quá dài. Đó, đến đây là đủ, vừa đủ rồi. Thì kiểm tra nếu như trong quá trình này n mà chia cho dư cho y bằng 0, tức là y là một cái ước nào đó khác 1 và khác n của số n, thì chúng ta biết thừa đây không phải là số nguyên tố, cho nên chúng ta sẽ return false. Còn ngược lại, nếu không return lần nào từ trên dưới đến đây thì chúng ta return true. Bây giờ ở trên này thì chúng ta sẽ khai báo thêm một cái thư viện nữa. Include ở đây đó là math.h. Tại vì chúng ta sử dụng cái hàm sqrt căn bậc 2 nó trong thư viện này. Tiếp theo mình sẽ viết cái hàm để liệt kê nguyên tố. Thì void liệt kê nguyên tố. Đấy. Thì mình sẽ chuyển vào một cái số n, chính là số lượng các số nguyên tố cần phải liệt kê. Lúc này mình sẽ có một cái biến hoặc là đơn giản này đi. Mình sẽ thực hiện một cái vòng lặp while n trừ trừ. Các bạn có thể làm như thế này. Hoặc đơn giản các bạn hiểu là có thể biểu diễn theo cách khác. Đó là khi mà n còn lớn bằng 0. Đấy, cái này này. Các bạn có thể hiểu như thế. Hoặc là biểu diễn là khi n còn lớn hơn được lớn không này đi. Đấy. Thì chúng ta sẽ thực hiện ở trong này là mình có một cái biến y kiểu int. Mình sẽ khởi tạo nó bằng cái giá trị số nguyên tố đầu tiên. Đó, và đây mình sẽ kiểm tra nếu kiểm tra nguyên tố nếu y là số nguyên tố. Đây này. Đó, thì chúng ta làm cái gì ạ? Chúng ta đơn giản là in nó ra thôi. Thì ở đây giả sử là mình sẽ dành ra thôi, liệt kê theo kiểu gì để nó hợp lý ra. Phần trăm D đi, phần trăm D
Đấy, in ra cái giá trị y, sau đó nó thêm dấu cách. Đây, thì mình in ra cái là số y. Sau đó thì ở dưới này mình thực hiện cái gì ạ? Y thì tăng, còn cái thằng n của mình kìa thì giảm. Tức là mỗi lần chúng ta in ra được một cái số nguyên tố thì cái thằng n này giảm, nhưng mà giảm nó phải trong này cơ. Đó, đây là liệt kê n số nguyên tố đầu tiên, không cần phải tạo thêm biến phụ gì cả, thực hiện luôn cái này. Tí nữa sai thì ta sẽ cập nhật lại sau. Còn ở cái chỗ này ta hiểu là gì, chúng ta cứ tăng 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 mãi đến khi nào mà n nó chạm đến mức không rồi thì chúng ta sẽ dừng, và lúc đó thì chúng ta được cái kết quả. Ở đây thì mình sẽ in ra cái thông báo cho người ta dễ hiểu, đó là phần trăm d số nguyên tố đầu tiên hai chấm. Đây, mình có thể sược n để cách cái dấu này, cái dòng này ra. Rồi, bây giờ mình ở đây mình có một cái giá trị n sẽ bằng nhập n. Sau khi nhập n thì mình sẽ gọi đến liệt kê n số nguyên tố đầu tiên. Và bây giờ mình thử test xem là cái nó lỗi gì hay không. Ví dụ mình nhập 10 số nguyên hiển thị 10 số nguyên tố đầu tiên. Ở đây cái này bị như thế này, có nghĩa là chúng ta thiếu một cái. Ở đây mình rất là hay quên. Đây. Thì đây là n. Tiếp theo mình nhập lại 10 số nguyên tố đầu tiên đây. 2 3 5 7 11. Đấy, có lẽ là đúng rồi. Các bạn có thể check lại cho mình nhé. Nếu sai thì comment thì mình update. Tiếp theo ý C. Liệt kê n số Fibonacci đầu tiên. Liệt kê n số Fibonacci đầu tiên thì cũng cần một cái hàm void đây. Void liệt kê gọi là Fibo đi. Thì nhận vào một cái tham số n phần tử. Sau đó thì số Fibonacci thì mình sẽ có cái kiểu long long đi. Long long F0, F1. Rồi là Fn. Thì chúng ta có thể khởi tạo những cái giá trị này. Các bạn thừa là F0 khởi tạo bằng 0. F1 bạn khởi tạo bằng 1. Và Fn như thế này. Mình sẽ có một cái giá trị biến y. Mình thích sử dụng vòng for, mình cho y của mình này. Bắt đầu từ 0. Đấy, y nhỏ hơn giá trị n. Tại vì bắt đầu từ 0 cho nên nhỏ đến nhỏ n là đã đủ n số Fibonacci rồi. Đó, y tăng lên. Thì ở đây mình sẽ hiển thị ra. Đó, nếu như cái giá trị đây mình in ra. In ra đã. Printf. Đây là F. Cái này là F phần trăm D đi. Sẽ bằng một cái phần trăm LLD. Tại vì chỗ này chúng ta sử dụng kiểu long long, cho nên nó là LLD là kiểu số nguyên. Long long có nghĩa là đây là kiểu số nguyên dài. Ok, LD chính là thằng số thứ y này. Rồi sau đó thì đến F Fn đi. Thì cái thằng if này này, mình cho nó lên bên trên. Nếu cái y của mình mà bằng, thôi, y của mình mà nhỏ hơn hoặc bằng 1 thì đơn giản mình sẽ cho fn sẽ bằng y. Đó là cách dễ nhất. Tiếp theo, nếu không, đấy, thì mình sẽ cho vào đây này. Đầu tiên là mình sẽ update f0. À đâu nhầm, tính mình đang cần tính số Fibonacci thứ n mà. Fn thì theo cái công thức của nó ấy, thì khi y mà lớn hơn bằng 2, tức là mọi với mọi n lớn bằng 2, Fn sẽ bằng Fn trừ 1 cộng Fn trừ 2. Thì lúc này Fn đúng theo công thức đấy, Fn sẽ bằng F1 cộng với F0. Sau đó mình sẽ update F0 sẽ bằng F1 và Fm1 của mình này. Cái này cứ bị gõ nhầm ấy. Fn đó. Và sau khi thực hiện thế này thì mình in ra. Đấy, mỗi lần lặp thì mình sẽ in ra được một cái số Fibonacci. Ở đây để rõ ràng ra thì mình sẽ in cái thông báo để người ta hiểu, đó là
phần trăm D, số Fibonacci đầu tiên. Mình có thể cho sực nở vào đây. Ok, bây giờ thì mình sẽ gọi đến cái hàm liệt kê Fibonacci chuyên N vào. Chạy thử 10 đi. Ok, đây mình lại mắc lại cái lỗi cũ. Ở trên này là cứ gõ xong là không cần để ý. Đây chính là N. Và chỗ này mình sẽ, trước đó thì mình cũng sực N đi. Rồi, 10. Ở bên trên là 10 số nguyên tố đầu tiên, bên dưới là 10 số Fibonacci đầu tiên. Và các bạn nhìn thấy này, mỗi lần in ra nó dính và đít nhau như thế này. Thế là tách ra một cách, đó là chỗ này sau khi in xong thì chúng ta sẽ có thể là phẩy ra như này, hoặc là đơn giản là các bạn thích kiểu là mỗi thằng các bạn xuất trên một dòng đi. Đấy, như thế này. Đấy, thì nhập lại 10. Như vậy thì các bạn thấy là cái chương trình ta nhìn nó dễ chịu hơn nhiều rồi. F0 bằng 0, F1 bằng 1, F2 cũng bằng 1, tại vì hai thằng đầu cộng với nhau. F3 thì bằng F2 cộng F1 thì bằng 2, đúng rồi. Bây giờ F8 thì bằng F7 cộng F6, 13 cộng 8 bằng 21. Bây giờ đến ý cuối cùng. Đó là chúng ta thực hiện N số chính phương đầu tiên. Cái này thì rất dễ thôi. Các bạn hãy thử nghĩ là số chính phương nó như thế nào. Nó là cái số bắt đầu từ 0 đi. Thì đơn giản đấy, chúng ta chỉ cần lặp y bắt đầu từ 0 đến nhỏ n. Sau đó thì in ra cái giá trị y nhân y. Thế là xong. Đơn giản phải không nào? Thì mình có một cái hàm void liệt kê. Đây là chính phương đi. Viết tên hàm bằng tiếng Việt này nó dài ngoằng, cái này nó hơi bất tiện tí. Các bạn nên đặt tên bằng tiếng Anh ấy, cho nó chuyên nghiệp và nó ngắn gọn hơn. Thì lúc này mình sẽ có một cái giá trị y. Đó. Mình sẽ thực hiện vòng lặp cho y của mình bắt đầu từ 0. Y này nhỏ hơn n. Và cứ thế mà tăng. Ở đây làm gì ạ? Đơn giản là in ra cái phần trăm d phẩy. Sau đó thì y nhân với y. Thế là xong rồi. Và trên này để nó rõ ràng ấy, thì mình cũng lại in ra một cái để cho người ta hiểu. Đấy, thì đây mình sực n trước là phần trăm d số chính phương đầu tiên, sực n. Và ở cuối thì lúc này không được quên là số n nữa. Và dưới này thì mình sẽ gọi đến cái liệt kê chính phương truyền n vào. Đây, 10. Thì đây là 10 số chính phương. Thì các bạn thấy nếu có thể tra Google ấy, thì để xác minh xem là số chính phương đầu tiên là số nào nhá. Thì đây là những cái số chính phương này. Ok. Bây giờ mình sẽ thử test vào, nhập vào một cái giá trị trừ đi, trừ 20. Đấy, nó bắt mình nhập lại n. Mình nhập vào 20. Đây, kết quả mình đây. Rồi, bây giờ mình sẽ nhập vào một cái số nó to, ví dụ khoảng 90 này. Đây, các bạn thấy này, số to tướng này. Đấy, như vậy thì đối với cái số Fibonacci chắc thì nó chỉ đến khoảng một tí nữa thôi là nó tràn số rồi. Cho nên là nó nhỏ nhỏ này nó không quá trên mấy hay sao ấy. Thì các bạn có thể tự test xem nó như nào. Thì đây là cái chương trình mình hướng dẫn các bạn viết code thôi. Cho nên là để mà thể hiện cái suy nghĩ của mình, cái ý tưởng của mình vào trong cái chương trình, thì các bạn đầu tiên là phải đưa ra một cái ý tưởng, một cái hướng đi. Sau đó thì các bạn triển khai chính cái ý tưởng, cái hướng đi đấy vào trong code. Sau khi các bạn đã làm được rồi thì các bạn mới đến cái mức cao hơn, đó là chúng ta chuyển chỉnh cho cái chương trình ta sao nó chạy nhanh hơn, chạy ít thời gian hơn, rồi là cái những cái thao tác cần thực hiện nó đơn giản và nó gọn đi để cái chương trình ta tăng hiệu suất. Ok, cái code này thì sẽ có trong phần miêu tả clip. Các bạn phát hiện ra cái vấn đề gì hay là có cái đóng góp gì thì để lại phần comment nhé.